5 kinh nghiệm khi chúng ta đi đầu tư, mua bán bất động sản. Khi đi đầu tư bất động sản hay mua cho mình một ngôi nhà, mảnh đất để an cư lạc nghiệp thì không phải ai cũng có kinh nghiệm khi đi mua bán, đầu tư. Trong quá trình đầu tư bất động sản, tôi đã rút ra một số kinh nghiệm sau để các bạn tham khảo, nhất là các bạn mới đi đầu tư bất động sản hay lần đầu mua bất động sản để an cư lạc nghiệp. Thứ nhất, nên tìm hiểu thật kỹ về thị trường bất động sản, bao gồm cả vị trí, giá cả và tiềm năng tăng giá trong tương lai. Về vị trí, cần xem xét các yếu tố như tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ, công viên, trung tâm hành chính, giao thông và kết nối với các tuyến đường chính, cũng như mật độ dân số, an ninh và an toàn trong khu vực. Về giá cả, cần tìm hiểu giá trị thực của bất động sản và so sánh với giá cả của các bất động sản khác trong khu vực. Nên lưu ý rằng giá cả không phải là yếu tố duy nhất quyết định giá trị của bất động sản, mà còn phải tính đến các yếu tố khác như vị trí và tiềm năng tăng giá trong tương lai. Về tiềm năng tăng giá trong tương lai, cần xem xét các yếu tố như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển của khu vực, các dự án đang được xây dựng và các công trình cơ sở hạ tầng được cải thiện. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến giá trị của bất động sản trong tương lai. Thứ hai, không nên vội vàng mua bất động sản vì sợ giá tăng, mà cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định mua. Việc mua bất động sản là một quyết định quan trọng và ảnh hưởng lâu dài đến tài chính và cuộc sống của chủ nhân. Có nhiều người liên tục mua bán bất động sản nhưng đôi khi cũng có người trong cuộc đời chỉ có một lần mua bất động sản thôi. Việc vội vàng mua bất động sản chỉ vì sợ giá tăng có thể dẫn đến mua phải bất động sản không phù hợp hoặc vượt quá khả năng tài chính của bản thân. Trước khi quyết định mua bất động sản, cần phải cân nhắc thật kỹ các yếu tố như vị trí, tiềm năng tăng giá trong tương lai, tình trạng pháp lý của bất động sản, nhu cầu sử dụng của mình và khả năng tài chính. Nên đưa ra quyết định dựa trên sự cân nhắc tỉ mỉ và đầy đủ thông tin, hạn chế quyết định dựa trên cảm tính và tình hình thị trường. Trong đầu tư bất động sản, người ta thường có câu nói, khi cảm xúc đi lên thì lý trí đi xuống, ám chỉ đến việc quyết định của nhà đầu tư không nên dựa trên cảm xúc và bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường. Trong thị trường bất động sản có thể có những thời điểm giá cả tăng mạnh và các nhà đầu tư bắt đầu nôn nóng muốn mua vào để đầu cơ và kiếm lời. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định không cân nhắc kỹ lưỡng, không tính toán tài chính chặt chẽ và rủi ro trong đầu tư bất động sản. Ngược lại, khi giá cả giảm, các nhà đầu tư có thể bị kích động bởi sợ hãi và bán ra, dẫn đến việc lỗ vốn. Do đó, để đạt được thành công trong đầu tư bất động sản, cần phải có một kế hoạch chiến lược dựa trên tính toán và nghiên cứu thị trường chứ không phải chỉ dựa trên cảm xúc. Việc không vội vàng mua bất động sản cũng cho phép người mua có thời gian để tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, tìm hiểu thêm về thị trường và các dự án tiềm năng, đảm bảo mua được bất động sản phù hợp với nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính và có tiềm năng tăng giá trong tương lai. Thứ ba, nên tính toán tài chính chặt chẽ, bao gồm cả chi phí phát sinh như lãi suất, thuế và phí dịch vụ. Tính toán tài chính chặt chẽ là yếu tố quan trọng trong việc đầu tư bất động sản. Trước khi quyết định mua bất động sản, bạn cần phải có một kế hoạch tài chính cụ thể, tính toán chính xác số tiền bạn có thể bỏ ra để mua bất động sản. Việc tính toán tài chính không chỉ dừng lại ở việc tính toán giá trị của bất động sản và khoản vay, mà còn cần tính toán các chi phí phát sinh như lãi suất, thuế, phí dịch vụ và các chi phí liên quan khác. Quy tắc 2 lần 50 là một nguyên tắc thường được sử dụng khi mua bất động sản bằng vốn vay ngân hàng. Theo đó, khi mua một căn hộ, nhà đất hay bất kỳ sản phẩm bất động sản nào, ta nên trả trước 50% giá trị của sản phẩm đó. Tức là tổng số tiền trả cho khoản vay không nên vượt quá 50% giá trị của bất động sản đó, và khoản tiền trả góp hàng tháng cho ngân hàng không nên vượt quá 50% thu nhập hàng tháng của người mua. Việc áp dụng quy tắc này giúp người mua đảm bảo khả năng thanh toán nợ vay hàng tháng một cách có trách nhiệm và tránh được tình trạng vỡ nợ và mất tài sản. Tuy nhiên, quy tắc này chỉ là một hướng dẫn chung và cần được tùy chỉnh phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Ngoài quy tắc 2 lần 50, người mua cũng nên tính toán kỹ lưỡng chi phí liên quan đến việc sở hữu và quản lý bất động sản, bao gồm cả lãi suất, thuế, phí dịch vụ và chi phí sửa chữa bảo trì. Việc tính toán này giúp đánh giá được khả năng đầu tư và lợi nhuận thực tế của bất động sản. Bạn cần phải có một kế hoạch chi tiết để quản lý tài chính của mình và đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng tài chính để duy trì việc đầu tư trong thời gian dài. Nếu tính toán tài chính không chặt chẽ, bạn có thể phải đối mặt với các rủi ro như rủi ro về tài chính, rủi ro về quản lý và thậm chí là mất tiền đầu tư. Thứ tư, nên lựa chọn đội ngũ chuyên gia như luật sư, kiến trúc sư và nhà đầu tư có kinh nghiệm để tư vấn và hỗ trợ trong quá trình đầu tư. Lựa chọn đội ngũ chuyên gia là một yếu tố quan trọng trong quá trình đầu tư bất động sản, bởi vì đầu tư bất động sản là một quá trình phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn. Việc tìm kiếm và lựa chọn đội ngũ chuyên gia phù hợp có thể giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tránh được rủi ro đầu tư. Các chuyên gia như luật sư và kiến trúc sư có thể giúp nhà đầu tư xác định các vấn đề pháp lý và kỹ thuật liên quan đến bất động sản.
cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề này. Ngoài ra, các nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng có thể cung cấp cho nhà đầu tư mới các lời khuyên và kinh nghiệm của họ, giúp nhà đầu tư mới tránh được các sai lầm thường gặp và tối ưu hóa lợi nhuận từ đầu tư. Tuy nhiên, việc lựa chọn đội ngũ chuyên gia cần được thực hiện cẩn thận, đảm bảo các chuyên gia này có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín trong ngành. Nên tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn đội ngũ chuyên gia phù hợp để hỗ trợ trong quá trình đầu tư bất động sản. Thứ năm, nên học hỏi từ kinh nghiệm của những người đi trước và đọc nhiều sách về bất động sản để nâng cao kiến thức và kỹ năng. Việc học hỏi từ kinh nghiệm của những người đi trước và đọc sách về bất động sản là một yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng thành công trong đầu tư bất động sản. Khi đọc sách, bạn có thể học hỏi kiến thức về các khía cạnh khác nhau của bất động sản như vị trí, pháp lý, tài chính, thiết kế, xây dựng và quản lý. Các sách có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố quan trọng cần xem xét khi đầu tư bất động sản và cung cấp cho bạn các chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Ngoài việc đọc sách, bạn cũng nên học hỏi từ những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Các nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm có thể cung cấp cho bạn các lời khuyên và chiến lược quan trọng để đạt được thành công trong lĩnh vực này. Bạn cũng có thể học hỏi từ các chuyên gia khác như luật sư, kiến trúc sư, nhà phát triển bất động sản và nhà quản lý bất động sản để hiểu rõ hơn về các yếu tố pháp lý, thiết kế và quản lý cần thiết để đầu tư và quản lý bất động sản hiệu quả. Thì đó là 5 kinh nghiệm quan trọng mà tôi rút ra được khi chúng ta đi mua bán, đầu tư bất động sản. Hy vọng với những kinh nghiệm trên sẽ giúp cho các bạn phòng tránh được rủi ro, gia tăng lợi nhuận của bất động sản trong tương lai.